Hello các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Acetone. Hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người đây là một cái bộ dụng cụ của nhà Hozan. Thì nó sẽ gồm những cái gì, chi tiết làm sao thì mọi người cùng xem đón các bác nhé. Với một bộ dụng cụ này thì mã hàng của nó sẽ là S-351 của nhà Hozan các bác nhé. Nó không chỉ là một cái thùng đồ nghề như mọi người thường thấy như Acetone bán hay là khuyến mại hay livestream trên kênh đâu, mà đây là cả một cái bộ dụng cụ rất là nhiều. Với cái bộ này thì sơ qua bên ngoài thì em sẽ cho mọi người một số các thông số cụ thể như là cái kích thước này, chiều dài, chiều rộng hay là chiều cao là bao nhiêu để mọi người cùng nắm rõ thôi nhé. Thì đầu tiên đối với cái chiều dài thì đối với thùng này thì nó sẽ dài đâu đó khoảng tầm là 40 cm này. Thứ hai là chiều rộng là 20 và chiều cao của nó sẽ có hai cái dạng thông số chiều cao. Chiều cao là từ đáy lên đến cái phần mặt này nó sẽ là 23 và lên tới cả cái phần tay sách này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 28 đến 30 các nhá. Em ước lượng là như vậy. Và cái tay sách này thì các bác có thể là gập ngược lại như này này. Đấy, thì nó sẽ đỡ mất không gian và đỡ rất mất diện tích khi mọi người bỏ đồ nghề. Và ở bên hông này nữa thì nó sẽ có cho mọi người là hai cái khóa. Các bác có thể nhìn thấy rõ là hai cái khóa như này. Và cái khóa này nó có gì đặc biệt thì lát nữa mọi người cùng xem này. Hai cái khóa mọi người chỉ cần bật như này, mọi người có thể mở ra này. Đấy, cái khóa nó bằng nhựa nhưng bản thân là cái nhựa này nó là cái dụng nhựa nguyên chất nên là khi mọi người sử dụng ấy thì cái độ bền cũng như là cái khả năng chịu va đập chịu lực của nó sẽ cao hơn so với bình thường. Và khi mà mở hộp ra ấy, thì mọi người sẽ nhìn thấy là tất cả những cái liên quan đến thanh rằng ở đây này, các bạn nhìn thấy rõ là cái thanh rằng đây nó sẽ được giấu kín hết ở bên trong. Khi mọi người gập vại thì nó sẽ giống như một cái thùng hay là nó kín luôn, nó không có một cái gì nó gọi là liền mạch hay là nó rời ra ngoài, con có thể nhìn thấy rõ đâu. Đấy, tất cả những cái thay và cái khay này em thấy là đặc trưng của những cái thùng đồ nghề của Nhật ấy, nó làm cái khay này nó sẽ chuyển động rất là nhẹ nhàng. Và với mỗi một cái khay này nó sẽ chia làm rất là nhiều ô, rất là nhiều ngăn nên nó sẽ có thêm cái phụ kiện là mọi người có thể chia ô chia ngăn với tùy thích theo ý muốn mọi người. Thì đây với những cái bộ phụ kiện như này có thể chia ngăn các nhá, thì nó có rất là nhiều những bộ phụ kiện đây để mọi người chia này. Đấy là sơ bộ. Thì cái thùng này nó sẽ được cấu tạo gồm 3 tầng và 5 ngăn. Thì đối với mỗi một cái tầng thì em sẽ sơ qua cho mọi người nhé. Thì đối với 4 cái ngăn ở hai bên hông như này thì các bác sẽ thấy là kích thước của nó sẽ đều như nhau. Kích thước em đo cho mọi người lọt lòng nhé. Mặt lòng ở đây thì nó sẽ rơi vào tầm là 36,5 này. Và rộng của nó sẽ là 8,5 và chiều sâu của cái lòng này. Chiều sâu của cái lòng này nó sẽ là 4 cm các nhé, chiều sâu 4 cm. Thì cái này nó phù hợp nhất là đối với các bác là để những cái vật liệu như ốc vít thì các bác chưa ngăn này, hoặc là tô vít thì các bác cũng có thể là bỏ trên này luôn. Và bên trong này thì với những cái bên này thì nó sẽ có cho mọi người là những cái sản phẩm đi kèm nữa. Thì em nói vừa lúc đầu ấy thì nó sẽ có như là dao dọc giấy thì là do Opla sản xuất này. Đấy, thì đều là những thương hiệu xịn sò đến từ Nhật. Opla thì chắc là các bác không lạ gì dao dọc giấy, nó cũng giống như thương hiệu NTKT ấy, nó chỉ ăn mới làm dao dọc giấy thôi, thì Opla cũng vậy. Đấy. Mã hàng của con Opla này thì nó sẽ là 11B có nhá. Đấy, và made in Japan ở trên này luôn này. Thứ hai nữa thì cái này là một con bút thử điện mà thông mạch. Nhưng mà cái này thì nó em nghĩ là do Anex sản xuất thôi, vì nó có chữ là D-745 của Hozan lên ở trên này. Nhưng mà bản thân em nghĩ là do Anex sản xuất, bởi vì cái các bác nhìn thấy đơn giản nhất là cái màu sắc này, về cái kiểu dáng thì nó gần như là nó y hệt nhau rồi đó nhá. D-745 của Hozan này. Ok mọi người. Và cái thứ ba nữa thì sẽ trên này thì sẽ có con mỏ led này. Mỏ led này thì em không để ý nó là sẽ là của thương hiệu nào. Mỏ led thì nó sẽ là size 250, mã hàng của nó sẽ là VK-230 đây. Và con mỏ led này thì là xuất xứ là made in Taiwan, có nhân made in Taiwan. Thì cái này thì cũng chắc là Hozan không sản xuất đâu. Hozan thì họ chuyên về một số cái lĩnh vực khác. Tiếp nữa này thì sẽ có cho mọi người là một cái bộ lục giác size hệ mét. Mã hàng nó sẽ là VK-96, size lục giác nó sẽ là 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10. Và đây là những cái size phổ thông và cơ bản nhất và bộ lục giác là loại ngắn, có nghĩa bộ giác loại ngắn. Đấy, bộ này thì là sản xuất tại Nhật, made in Japan. Thì còn về em nghĩ là về thương hiệu thì do một thương hiệu khác gia công Hozan thôi. Ok mọi người. Tiếp nữa thì đây sẽ là một cái bộ tô vít điện tử của Hozan. D-20 có nhá, D-20 cũng made in Japan luôn này các bác nhá. Tiếp theo đây để gọi thêm này. Tiếp theo nữa thì đây sẽ là một cái đôi găng tay thì này thì em chưa để ý lắm, nhưng mà nó là size phổ thông như là size cỡ M để các bác có thể sử dụng. Và găng tay này thì nó được phủ cao su bên ngoài và nó chống dính bám dính tốt hơn. Đấy, một đôi găng tay này. Và tiếp nữa này thì sẽ có cho mọi người ở dưới này nó sẽ còn khá nhiều đồ.
bỏ cái này ra thì sẽ còn khá khá nhiều đồ. Đây thì sẽ có thêm cho mọi người là một con búa. Búa này mã hàng của nó sẽ là HK-05PX, HK-05PX. Ôi mọi người, một con búa bi, một con búa bi có nhá. Của Hoja luôn này. Đầu nó sẽ là 1/2 inch, 1/2 inch có nhá, 250g đấy. Và tiếp nữa thì đây sẽ là cái dây để các bác buộc. Cái dây này thì nó có hay, để tại sao nó được buộc được, bởi vì bản thân là như lúc đầu em có chia sẻ ngay cái cách thiết kế của cái phần khung này này, nó thiết kế cái thay, bởi bản thân của nó sẽ có luồn được cái dây này qua, và các bác có thể là tùy chỉnh dây thấp hoặc là dây cao, tức là dài hoặc ngắn theo ý muốn của mọi người. Và sau khi mọi người khóa lại thì mọi người móc thêm những cái dây này vào đây nữa thì nó sẽ coi như là mọi người có thể là treo dụng cụ này hoặc là đeo cái bộ theo đeo cái thùng đồ nghề này trên lưng được luôn đó nhá. Đấy là đặc điểm hay, nên là tại sao nó có một cái bộ dây đi kèm như này. Và em đo cho mọi người thêm cho mọi người một cái kích thước nữa là kích thước của cái tầng cuối cùng, tức là cái ngăn cuối cùng, ngăn đáy này, thì cái lọt nòng này mọi người cũng có thể là tham khảo luôn có nhá. Đối với cái kích thước ngăn đáy lọt nòng này nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 39 này, và chiều rộng lọt nòng của nó, chiều rộng lọt nòng của nó sẽ là 19.5, và chiều cao lọt nòng của nó sẽ là 11.5 đó nhá, 11.5. đấy là một ba trong ba kích thước để các bác phải tham khảo. Và ngoài ra nữa thì sẽ có những cái giấy hướng dẫn sử dụng như cái bộ S351 này thì nó sẽ gồm những cái gì. Đấy. Thì hầu hết những cái sản phẩm ở bên ngoài đấy mọi người đều đã nhìn rõ rồi. Thì còn những cái sản phẩm như ở bên trong nữa. Đây, nó sẽ có một cái hộp mà nó rất là nhiều trên này. Thì em sẽ bỏ sơ qua ở trên này để các bác có thể nắm rõ luôn nhá. Đây, mình sẽ bỏ vào đây để các bác có thể nắm rõ luôn này. Thì đối với ngoài cái những cái sản phẩm mọi người thường thấy ra rồi thì sẽ còn những cái như là một con kéo kỹ thuật điện đi, nói kéo kỹ thuật điện của Hoja nữa. Mã của con kéo này nó không để mã trên này, nhưng mà chắc là trong bộ sản phẩm nó sẽ có. Đối với con kéo này thì nó cũng là made in Japan ở trên này. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ là made in Japan hai mặt luôn các bạn nhé, hai mặt đều là made in Japan ở trên này luôn, một con kéo kỹ thuật điện đấy. Và các bạn thấy là nó làm sử dụng rất là an toàn rồi, rất là an toàn để mọi người có thể dùng này. Tiếp theo con kéo này thì sẽ có cho mọi người là những cái con tô vít, con tô vít của Hoja. Đây là những con tô vít của Hoja. Mã hàng của nó sẽ là D-54. Con này chắc là có thể rút đầu ra được. Thì nó sẽ là một con tô vít hai cạnh và một con tô vít bốn cạnh trên một sản phẩm như này luôn. Có thể là thao tác rất là dễ dàng, rất là đơn giản. Đây. Ok mọi người. Đấy, một con tô vít bốn hai cạnh bốn cạnh, loại size lớn này, size phổ thông này, và một con em nghĩ ở đây nó sẽ là size nhỏ hơn. Đây, mã hàng của nó sẽ là D-52 các bác nhá. Thì size 4 cạnh của nó sẽ là PS00 này, size 2 cạnh của nó là 2.5 này. Các bác có thể rút ra và cũng có thể thao tác tương tự như vừa nãy giúp em. Ok cho mọi người. Tiếp theo nữa thì sẽ là một con tô vít dạng lục giác, dạng chụp đấy. Tô vít dạng lục giác, dạng chụp. D-840-7. Thì size đầu chụp ở đây nó sẽ chắc chắn nó sẽ là size 7mm rồi. Đấy, mét rồi các nhá. Ok mọi người. Tiếp theo nữa thì sẽ là một con kìm nước, hay còn gọi là kìm mỏ quạ của nhà Hoja. Mã hàng của nó sẽ là P-245 GSI-GQA này. Ở trên này đều có luôn. Đấy. Con này thì nó khá là giống với, làm theo kiểu cách khá giống với thương hiệu này MCC chẳng hạn. Đấy. Em thấy nó nó có một cái màu sắc khá là giống. Còn không biết là có phải là Hoja sản xuất 100% không. Tiếp theo nữa này thì sẽ có cho mọi người là một cái con đầu chụp, ở đây nó sẽ là size 5.5 này, đầu chụp size 5.5 có nhá, cũng của Hoja, D-840-5.5 này. Rồi tiếp theo là một con tô vít dạng hai cạnh, D-655-100 này, D-655-100, size nó sẽ là 5.5mm này. Tiếp theo nữa thì sẽ sang có là một con kìm vừa cắt và vừa tuốt dây của Hoja này. Cái này là made in Japan thì nó sẽ được dập nổi trên này. N-9-150 các bác nhá. Nó có cắt dây ở trên này rồi. Các bác thấy rất rõ, và tuốt dây sẽ có hai size phổ thông nhất rồi. Em nghĩ chắc là 1.5 và 2.5 thôi. Ok mọi người. Và tất cả những cái dòng kìm liên quan đến của Nhật như này thường thì họ sẽ không có mạ đâu, không mạ đâu các bác nhá. Một con kìm cắt và tuốt dây rồi thì chắc chắn là không thể thiếu một con kìm điện, hay còn gọi kìm đa năng của Hoja. Mã của con này thì nó sẽ là P43-175 và GSI-GQA đều trên này.
À, xem con này có made in Japan ở đâu không? Không có, không có đây. À, nhưng quan trọng là nhất là nó vẫn sản xuất tại Nhật, nó gì đó khác ở trên này các bác nhá. À, size là size 175. Tiếp nữa này thì sẽ có cho mọi người là một con kìm nhọn size 150. Con kìm nhọn size 150. P-15-150. Đấy, cũng Japan ở trên này. Và made in Japan thì nó lại dập ở trên này. Hai thành phần cán thì nó đều có made in Japan ở trên này luôn. Để các bác mình nhìn rõ này. Ngoài kìm đấy ra thì sẽ có cho mọi người là một con kìm dạng đa năng, kìm cắt và tuốt dây đấy, kìm gọi là làm chuyên về làm điện đấy, làm điện các bác nhá. Các bác để sử dụng con này thì con này mã hàng của nó sẽ là P-958 của Hồ Gian. Nó có tuốt dây điện từ tuốt diện các cỡ trên này này, hoặc là tuốt ba lõi này, tuốt ba lõi này, đây chính là ba cái cỡ làm 2.0 này, đây là ba lõi là 1.6 này, đấy, các bác phải tuốt này, rồi là các cái gọi là tuốt hai lõi này, hai ba lõi này, hai lõi này, ba lõi này, hai lõi này, 1.6 × 2 này, rồi cắt dây này, thì nói chung là nó rất là đa năng rồi, và bản thân của nó thì nó sẽ làm nó rất là nhẹ nhàng và đơn giản. Và cái này nó sẽ có chia khoảng cách ở trên này thì em chưa hiểu ý đồ của nó lắm, nên là bác nào mà có biết thông tin đấy thì có thể chia sẻ giúp em. Đấy, mã hàng là P-958 các nhá. Rất nhiều loại kìm như thế này. Và có thêm một con kìm nữa ở trên này. Là một con kìm mà lấy ốc rỉ, con kìm lấy ốc rỉ. Các bác thấy giống khá là nhiều các thương hiệu đình đám khác như Hoa Gian, nó cũng có con như này. Con này thì mã hàng của nó đâu rồi? Con này thì không thấy mã hàng ở đây. Nhưng mà nói chung là túm lại là nó made in Japan. Còn lát nữa thì em sẽ check mã hàng cho các bác nhá. Đấy, lấy ốc rỉ và chuyên để kẹp ốc đấy. Nên là các bác nhìn thấy là cái phần lưỡi cũng như là phần răng của nó, các bác nhìn thấy này. Nó sẽ thường nó sẽ có chung một cái kết cấu hay là cái kiểu dáng giống nhau. Đấy, có thể lấy ốc rỉ kiểu dạng đứng như này, hoặc là kiểu dạng nằm như này, đều có thể là sử dụng với con này. Ok mọi người. Và ngoài ra nữa thì Tovit thì sẽ còn thêm một số cái size khác nữa. Đây. Tiện thể thì em cũng bỏ tất ra cho mọi người để mọi người hiểu rõ này. Tovit thì hiện tại sẽ có một cây 4 cạnh và một cây 2 cạnh. Em nghĩ là đối với cái màu sắc này và với cái kiểu dáng này thì đúng là chỉ có Vessel làm cho Hồ Gian thôi. D-331-100 này, hoặc là D-332-100 thì đây là PS2 và đây là size 6 ly có nhá. Thì của mã thì dập Hồ Gian, nên còn cái cán cũng như là cái kiểu cách thiết kế màu sắc thì em nghĩ là chắc đến 99,99% là Vessel làm. Và sẽ có cho mọi người là hai cái cây rũa. À, ngoài trước đấy ra thì sẽ có cho mọi người một con Tovit lùn nữa của Hồ Gian này. Đây là con Tovit lùn D-59 của Hồ Gian không nhá. Thì đây là chắc là cũng có hai size, đúng rồi. Size PS2 và size 6, size phổ thông nhất để các bác sử dụng. Đấy, thì đây là một con Tovit lùn dạng đội đầu để các bác thể dùng này. Rồi tiếp nữa này. Tiếp nữa thì sẽ có cho mọi người là hai cái cây rũa. Thứ nhất là một cây rũa tròn, một cây rũa tròn của Hồ Gian này. Hãng không để mã trên này nhưng mà ở trên kia thì sẽ có mã này. Và một cây rũa dẹt, một cây rũ tròn và một cây rũ dẹt các nhá. Chắc là đều là bản chung, tức là cắt hai các anh, đã cắt hai. Tiếp nữa thì sẽ có một con nhíp của Hồ Gian. Nhíp của Hồ Gian thì chắc các bác thừa hiểu rất là nổi tiếng, bởi Hồ Gian chuyên là về ngành nghề điện tử mà. P-86-125 này. Của Hồ Gian này. Rồi là có cho mọi người là một con thước 2 m, con thước 2 m của Hồ Gian. Mã là Z-341, made in Japan ở trên này luôn các nhá. Nói chung là thước Nhật thì các bác kéo thì cảm giác nó sẽ rất là sướng và cái độ nảy cũng như là dùng cực kỳ thích. Và cuối cùng ở đây thì sẽ có thêm cho mọi người em còn đang chưa biết cái này là gì. À, khả năng cao là cái đèn pin, đúng rồi. Đây là một cái đèn pin các bác nhá, đây là một cái đèn pin mà cầm tay, đèn pin cầm tay để các bác sử dụng. Sao nó có thể rơi dễ dàng như vậy? Một cái đèn pin cầm tay của Hồ Gian đó nhá. Thì tổng thể nó sẽ có khá là nhiều chi tiết ở trên này, nên là thành ra là em cũng chưa biết hết được 100% toàn bộ. Và đây cũng là lần đầu tiên em bóc những cái sản phẩm này ra để có thể là review đến cho mọi người, để các bác có thể tham khảo, như là các bác có thể quan tâm cũng nhá.
Thì đây là một cái mã đèn pin của Hosan có nhá. Mã đèn này thì nó sẽ là COB có nhá, COB này. COB ở trên này luôn các nhá. Thì cái đèn này thì em sẽ lắp lại để xem cách sử dụng cái đèn này nó ra làm sao. Thôi để tạm cái này đây các ông đã các bạn. Và sơ bộ thì tổng thể bộ này nó gồm từng này chi tiết để mọi người có thể là suy ngẫm thôi nhá. Tất cả những bộ đồ nghề thì nó sẽ gồm những này, và mỗi một cái sản phẩm thì nó sẽ có đều có một cái mã hàng trên này. Thì có bút thử điện này, có cờ lê, có mỏ có tô vít này, có mỏ led này, có kim này, nói chung là đa dạng nhất để mọi người có thể là sử dụng rồi. Và cái thông số của nhà sản xuất cũng như là một số cái cảnh báo thì nó đều có trên này. Thì nếu mà bác nào mà cần muốn mua một cái bộ mà nó đầy đủ chỉnh chu như này thì các bác đâu đó phải bỏ ra đâu đó khoảng tầm là chi phí khoảng tầm 10 triệu nhá. 10 triệu đối với cái mức giá nó đang rất là hấp dẫn đối với một bộ đồ nghề đến từ Nhật như này rồi. Nếu mà bác nào mà cần thì có thể liên hệ một trong hai số hotline là em Cương hoặc em Huế, hoặc là cái số hotline ở góc trái màn hình, hoặc là qua trực tiếp địa chỉ bên em ở góc phải màn hình để mọi người có thể lựa chọn cầm nắm thử nghiệm hoặc là trải nghiệm những sản phẩm ở trên đây có nhá. Còn video giờ cũng rất là dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh của Hasitone các bác nhá. Chào tạm biệt mọi người.